Chào An mến chào các em học sinh Thì ở video trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu phần lý thuyết Ở video này chúng ta cùng nhau làm phần bài tập ở trang 16 Chúng ta đi vào bài 1.14 Tính tổng và hiệu Tính tổng và hiệu của hai đa thức P bằng cái này và Q bằng cái này 1 chấm 14 Bây giờ chúng ta sẽ tính tổng trước P Cộng Q bằng P là X bình Y Cộng X mũ 3 Trừ X Y bình Cộng 3 Đây là P của chúng ta Cộng cho Q quy là x mũ 3 cộng x y bình trừ x y và trừ 6 p cộng quy rồi bước tiếp theo à, bước này là chúng ta đặt dấu cộng thôi bước tiếp theo chúng ta bỏ dấu ngoặc đi x bình y cộng x mũ 3 trừ x y bình cộng 3. Khi chúng ta bỏ dấu ngoặc mà trước dấu ngoặc là dấu cộng thì dấu các số hạng trong ngoặc sẽ được giữ nguyên. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi giao hoán những cái những cái hạng tử hay là những cái đơn thức đồng dạng về lại gần nhau. Hoặc là chúng ta có thể bỏ qua luôn cái bước này để cho nó gọn. Đây bây giờ chúng ta bỏ qua cái bước giao hoán luôn. Thế đây mình thấy là x y bình này, ở đây là trừ x y bình này, đó, hai bạn này đồng dạng với nhau mà đối nhau. Cho nên là cộng trừ nhau sẽ hết. Đúng không? Rồi mình có gì nữa? Mình có x bình y. À chỉ có mỗi một mình x bình y thôi. Cho nên là chúng ta sẽ viết bạn này lại. x bình nè rồi tiếp theo là x mũ 3 ở đây cũng có x mũ 3 x mũ 3 cộng x mũ 3 thì chúng ta được là 2x mũ 3 rồi tiếp theo là trừ x đi rồi cộng 3 với trừ 6 cộng 3 với trừ 6 thì chúng ta được trừ 3 Đó, có nghĩa là trừ 6 cộng với 3 chúng ta được trừ 3 Đó, chúng ta đã xong à, mình đã cộng P với Q xong Rồi bây giờ chúng ta tính hiệu P trừ Q bằng P là X bình Y Cộng X mũ 3 Trừ X y bình Cộng 3 Trừ Q Q là X mũ 3 Cộng X y bình Trừ X y Trừ 6 thì đầu tiên chúng ta sẽ bỏ ngoặt ra x bình y cộng x mũ 3 trừ x y bình cộng 3 bạn này khi chúng ta bỏ ngoặt chú ý trước ngoặt là dấu trừ dấu các số hạng trong ngoặt sẽ được đổi x mũ 3 đổi thành trừ x mũ 3 x y bình đổi thành trừ x y bình trừ x y đổi thành cộng x y trừ 6 đổi thành cộng 6 rồi bây giờ mình coi những bạn nào đồng dạng thì mình sẽ à, rút gọn cho nhau mình sẽ cộng trừ cho nhau thì à, x bình y của mình nó thôi nên chúng ta viết lại x bình y nè rồi tiếp theo mình thấy ở đây là trừ x y bình ở đây cũng trừ x y bình hai bạn này đồng dạng chúng ta cộng cho nhau được trừ đây là trừ một với trừ một là mình được trừ hai x y bình À, rồi đây mình thấy là cộng x mũ 3, ở đây là trừ x mũ 3, hai bạn này cộng trừ cho nhau là hết. Tiếp theo cộng x y. Và cuối cùng là 6 cộng với 3 thì chúng ta được 9. À chúng ta đã tính hiệu của B và Q. Rồi, chúng ta xong 1.14. Chúng ta sang 1.15 Rút gọn biểu thức Câu A Mở ngoặt x trừ y đóng ngoặt Mở ngoặt x trừ y đóng ngoặt Cộng cho mở ngoặt y trừ z đóng ngoặt Cộng cho z trừ x Thì trước khi rút gọn chúng ta sẽ bỏ ngoặt ra rồi tiếp theo mình sẽ đi giao hoán à, mình đi giao hoán các bạn nào mà đồng dạng với nhau về lại gần nhau đó hoặc chúng ta bỏ qua cái bước giao hoán này luôn chúng ta có thể làm luôn thế đây mình thấy là trừ x ở đây x đó x trừ x là hết ở đây là cộng y với trừ y là hết cộng z với trừ z là hết đó. như vậy thì cuối cùng chúng ta còn lại đó. Ok. Chúng ta sang câu B. 2x 3y cộng cho 2y 3z cộng cho 2z 3x. Tương tự như vậy, việc đầu tiên chúng ta sẽ mở ngoặc ra ở đây trước mặt là dấu cộng cho nên là bỏ mặt chúng ta giữ nguyên 2x trừ 3y cộng 2y trừ 3z cộng với 2z trừ 3x rồi bây giờ mình có thể à, rút gọn luôn không cần giao hoán các hạng tử đồng dạng về lại gần nhau ha mình làm luôn thì mình thấy là ở đây là 2x nè ở đây trừ 3x nè đó ở đây 2x trừ 3x thì chúng ta còn trừ x rồi tiếp theo mình thấy ở đây là trừ 3y ở đây là cộng 2y trừ 3 cộng 2 là chúng ta còn trừ 1 trừ 1y đúng không trừ 1y số 1 chúng ta không cần ghi mình ghi là trừ y thôi rồi trừ 3z cộng cho 2z hai bạn này cũng đồng dạng trừ 3 cộng 2 là chúng ta được trừ 1 1z. đó kết quả của chúng ta là Trừ x trừ y trừ Z tới đây là ok nhưng mà để cho nó đẹp hơn thì các em có thể lấy dấu trừ ra ngoài x y cộng cộng Z thì nó sẽ đẹp hơn còn mình để đây cũng được không sao rồi chúng ta xong 1.15 chúng ta sang 1.16 tìm đa thức M biết M trừ cái này cộng với cái này bằng cái đa thức này. Thì cái bài này muốn tìm M chúng ta chỉ việc giao hoán hai bạn này. À, mình giao hoán. Mình chuyển vế à, gọi là chuyển vế thì đúng hơn. Mình chuyển sang vế phải rồi sau đó mình rút gọn. Thì mình sẽ có được M. 1.16 ta có m của chúng ta trừ cho 5x bình cộng xz bằng xy cộng cho 2x bình trừ cho 3 z cộng 5 Rồi thầy viết lại cái cầm bên phải nha xy nè cộng 2x bình nè trừ cho 3xyz nè cộng 5 nè rồi bây giờ hai bạn này chúng ta chuyển sang bên phải ha ở đây là trừ 5x bình mình chuyển sang bên phải mình đổi dấu nó là cộng 5x bình ở đây là cộng xyz chuyển sang bên phải là trừ xyz đó rồi bây giờ mình rút gọn bên phải rút gọn thì thấy là ít à, y của mình nó à thì viết lại nha Thầy viết lại ít đi đó rồi tiếp theo thì thấy ở đây là hai x bình ở đây là cộng 5 x bình rồi, hai bạn này đồng dạng này chúng ta cộng lại được hai x bình cộng 5 x bình thì chúng ta được là 7 x bình đúng không cộng 7 x bình ok rồi tiếp theo ở đây là -3xz. Ở đây là -xz. Đó hai bạn này cũng đồng dạng, chúng ta cũng cộng lại cho nhau được. Thì trừ -3 với trừ -1 thì chúng ta được là -4xz. Và cuối cùng chúng ta còn cộng 5 thôi. Đó, chúng ta đã tìm m xong. Ok. Rồi, chúng ta xong 1.16. Bây giờ chúng ta sang 1.17. Cho hai đa thức A và B. Tìm các đa thức A cộng B và A trừ B. Tìm cái đa thức A cộng B và A trừ B. À, cứ lần lượt thôi. A cộng B sẽ bằng A là 2 x bình y 2 x bình y cộng cho 3xy z trừ 2x cộng 5 Mấy bài này mình chép đề cũng dễ sai lắm các em, hết sức cẩn thận ha. B bằng 3xy z trừ cho 2 x bình y cộng x 4 mình mở ra. đặt dấu cộng thôi rồi bước tiếp theo chúng ta bỏ ngoặc 2x bình y cộng cho 3xyz trừ cho 2x cộng 5 cộng cho 3xyz trừ cho 2x bình y cộng x trừ 4 rồi bước tiếp theo mình xem những bạn nào đồng dạng thì chúng ta cộng trừ cho nhau mình thấy đây là x bình y nè x bình y nè đó bạn này với bạn này đồng dạng nè mình cộng trừ cho nhau được nè 2 trừ 2 là hết mày quá hai bạn này rút gọn cho nhau luôn rồi tiếp tục mình có là 3 z nè ở đây 3 Z nè cộng lại cho nhau được chúng ta được 3 với 3 là 6 xyz nè rồi tiếp theo mình có ở đây là trừ 2x ở đây cộng x trừ 2x cộng x là trừ 2 cộng 1 là chúng ta được trừ 1x số 1 mình không cần ghi và cuối cùng 5 trừ với 4 5 trừ với 4 chúng ta còn lại 1 đó chúng ta đã tính A cộng B xong rồi bây giờ mình đi tính A trừ cho B thì trừ nó chỉ à, rắc rối hơn cộng ở chỗ là mình cẩn thận cái lúc mà chúng ta bỏ ngoặc là mình đổi dấu. Làm đây luôn ha. Rồi tiếp theo nè. A trừ cho B bằng 2x bình y cộng 3yz trừ 2x cộng 5 trừ cho B. B là 3x yz trừ cho 2 x bình y cộng x trừ 4. Việc đầu tiên mình bỏ ngoặt. Mình được 2 x bình y cộng cho 3 x y z trừ cho 2 x cộng 5. Khi bỏ ngoặt mà trước ngoặt là dấu dấu trừ thì chúng ta nhớ đổi dấu các số hạng trong ngoặt nha. Đây là 3 x y z thì mình đổi dấu là thành trừ cho 3 xyz. Đây trừ đổi thành cộng, 2 x bình y cộng đổi thành trừ, trừ đổi thành cộng. Đó. Thầy vừa bỏ dấu ngoặc ra. Rồi bây giờ mình rút gọn nè, mình xem bạn nào giống nhau. Thì mình đưa về lại gần nhau. Còn mình không đưa về lại gần nhau thì mình có thể rút gọn luôn cũng được. Ở đây thì thấy là 3xyz, ở đây là trừ -3xyz hai bạn này trừ cho nhau là hết nè đúng không rồi ở đây mình có là hai x bình y ở đây là cộng cho hai x bình y hai bạn này cũng giống nhau cộng cho nhau thì chúng ta được là 4 x bình y ok 4 x bình y rồi tiếp theo ở đây là trừ 2 x với trừ x là mình được trừ trừ 3 x rồi cuối cùng là 5 cộng với 4 thì chúng ta được là là 9. Là xong đúng không? Chúng ta đã tính A cộng B và A trừ B xong. Là mình xong. Mình xong câu A. Câu A là tìm đa thức A cộng B và đa thức A trừ B. Bây giờ câu B Người ta bảo mình là Tính giá trị của các đa thức A và A cộng B à, Đa thức A và đa thức A cộng B Tại x bằng 0.5, y bằng trừ 2 và z bằng 1 Câu B nè Tại x bằng 0, 5, y bằng trừ 2 z bằng 1 ta có mình cần tính giá trị của đa thức A A của chúng ta bằng đa thức A của mình đây mình thế vào đây 2 x bình y là 2 x ở đây là 0.5 y ở đây là trừ 2 đó 2 x bình y cộng cho 3 x z cộng cho 3 x là 0,5 y là trừ 2 z là là 1 trừ 2 x cộng 5 trừ 2 x là 0,5 À, trừ 2x và cuối cùng là cộng 5. Rồi bây giờ mình đi tính.

trừ 1 nhân 3 chúng ta được trừ 3 0 5 nhân 2 chúng ta được là 1 đúng không thì là trừ 1 cuối cùng cộng 5 đó người ta cũng cho những số nhỏ để mình tính nhẩm thôi ha trừ 1 x 3 mình được trừ 4 trừ 4 trừ 1 nữa là trừ 5 trừ 5 cộng 5 thì bằng bằng 0 Ok, chúng ta đã tính giá trị của đa thức a rồi tiếp theo bây giờ mình cần tính giá trị của đa thức a cộng b mình cần tính giá trị của đa thức a cộng b đây đa thức a cộng b a cộng b của chúng ta đây à. a cộng b sẽ bằng 6 xz 6 x là 0 5 y là bằng trừ 2 z là bằng 1 trừ cho x x là là 0 5 cộng 1 bằng 6 x 0 5 thì chúng ta được 3 3 nhân với trừ 2 chúng ta được trừ 6. Tiếp tục trừ cho 0,5 cộng 1 bằng trừ 6 mà trừ 0,5 thì chúng ta được trừ 6,5 cộng 1 nữa là trừ 5,5. Đó, có nghĩa là tại x bằng 0,5, y bằng trừ 2 và z bằng 1 thì chúng ta tính được đa thức A nó có giá trị bằng 0, còn đa thức A cộng B nó có giá trị là trừ 5,5. Rồi chúng ta xong phần bài tập ở trang 16 Thì có chỗ nào không hiểu các em để lại comment Còn nếu mà thấy video này hữu ích Thì nhớ cho thầy An một like Cũng như chia sẻ cho các bạn khác cùng xem Giúp thầy An Thầy An hẹn gặp lại các em ở video sau hẹn chúc các em học tốt Bye bye